Tây Bắc Yên Bình xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang đứng tại chợ phiên Bắc Hà, một trong những chợ phiên lớn nhất vùng Tây Bắc. Ở đây họ bán rất là nhiều đồ đặc sản, nông sản, đồ rừng núi. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người đến xem những cái gian hàng ở đây, xem có những cái gì nhá. Đầu tiên trước mặt là rất là nhiều tam thất này. Đây là tam thất tươi. Một cân bao nhiêu đấy anh? Một cân bao nhiêu đấy ạ? 350. À 350 à? Tam thất tươi. À loại này to hơn đúng không? To hơn thì đắt hơn mọi người ạ, 600. Còn loại nhỏ hơn thì nó sẽ rẻ hơn nhiều. Đây có vẻ là tam thất nó màu khác à? À chỗ này màu đất này nó màu đỏ, đất kia màu vàng à? Cái này bán bao nhiêu đấy chị? À 500 à? Đây là gấu tàu đây đúng không? Món mà có độc này, phải biết ăn mới dám ăn nhá. Bên kia là có cả tam thất khô. Đây là tam thất nụ này. Ui, rất là nhiều tam thất luôn. Bây giờ là mùa hè thì mọi người lên đây du lịch cũng khá là đông. Đây là ớt là nổi tiếng ở trên này, này. Ớt cực kỳ là cay, ngon. Làm tương ớt. Đây là có củ sâm. Đương quy. Đương quy mang về ngâm rượu hoặc là nấu với lại thịt gà ăn ngon này. Gian hàng hạt dổi mắc khén. Nghệ. Toàn bộ khu vực này là nông sản ở Bắc Hà hết này. Toàn đồ rừng núi của người dân tự trồng và cứ chủ nhật là họ sẽ mang ra chợ để bán. Mùa này là mùa lê nữa, mọi người mang lê ra chợ bán khá là nhiều. Dưa thì hầu như lúc nào cũng có luôn đấy. Lê này thì sẽ có khoảng độ 1-2 tháng thì sẽ hết này. Bây giờ đang là vào mùa chín rộ của lê. Đây là tương ớt này, tương ớt mà xay từ cái ớt nãy mình mới quay ấy. Cái này rất là ngon luôn nhá. Mình rất là thích ăn. Chào chị Thư. Bán được nhiều chưa? Ô vẫn còn bận à? Mới quay được. Đi chợ muộn đấy, sao đi chợ sớm đi. Chợ muộn, chợ muộn mới hay. Ui đây có quả đào gì to đấy. Đào tiên. Ui đào siêu to khổng lồ luôn ạ. Bà. Ngon quá nhỉ. Ngon không? Em đang đi quay. Chưa. Không có chốt điểm. Không có chốt điểm. Thôi, em ăn một quả này được rồi. Anh chị Châu à. Hạt gì đây? Đây là quả ốc chó. Rất là to. Mận quấy mùa ngọt rồi đấy.
Xem có những đồ rừng nào đặc biệt này. À đây đây đây. Đây có một cây gọi là cây nấm như vậy. Nấm à? Đấy, từ cái nấm này ra này. Mấy cái đồ rừng này rất là nhiều luôn nên mình cũng không biết được hết luôn. Đây là gì ấy nhờ chị nhỉ? À nấm rừng đây đúng không? Cái này thì mang đi ngâm rượu chị. Có tác dụng gì đấy? À chữa xương khớp á? Chữa xương khớp. Hello anh. Bán gì ấy? À đây à. Này bán được nhiều không anh? Bình thường thôi. À. Đây có quả mận sấy dẻo nữa này. Sấy dẻo thịt lợn. Ba chỉ sấy. Thịt trâu và lạp xưởng. Đây là cây cỏ máu này. Cây cỏ máu phải không chú? Bổ máu đây đúng không? Cái này đun nước uống hàng ngày sẽ tốt cho máu này. Thế còn cây này đây ạ? Coca. Dạ? Coca. Coca. Có tác dụng gì ạ? Làm nó mới rượu như là nóng máu, chỉ khớp đau khớp đây. À đau khớp à? Ừ. Okay. Đây là cỏ máu đây đúng không? Đúng rồi. À. Thái ra để xem như này này. Ô đây có cả ốc à? Ốc. Ui, có cả sống này. Ốc này thì chế biến ăn như nào đấy chú? Hay là làm gì? Vừa ăn đấy. À, làm kiểu gì ăn đấy? Vừa ăn đó, nó mà cần về. Luộc ăn à? Ừ. Nhìn... Chưa ăn lần này bao giờ luộc để ăn á. Ui, chắc cũng phê đấy. Bên kia là có các là hàng rau mèo các kiểu. Con rau này hả? Nợ chị ạ. Ui má ơi, con rau này thì mang đi như kiểu ở phim Trung Quốc ấy. Kéo khi cũng bằng cái con dao mà họ mang đi chém nhau rồi đấy. Nhìn ghê quá. Các loại dao mèo này. Dao mèo này mình thấy là hình như không được ship đi bán hay sao đâu mọi người ạ. Chỉ được bán đây thôi. Trường này cho chó mèo là hợp lý này. Kia là cho con trâu nhá. Ui à. Tương ớt của nhà chị này đỏ tươi đẹp chứ. Đấy. Rất là ngon luôn. Miền núi thì thực sự cái gian hàng này thì đầy đủ các loại ở trên rừng núi luôn rồi. Hàng hàng cực kỳ là lớn luôn. Cái này mọi thứ đều phải biết dùng nhá. Đầy đủ các loại thuốc nam, thuốc bắc, thảo dược Tây Bắc luôn. Rocket 1 giờ này mọi người. Cái này thì uống để làm gì thì có lẽ là rất là nhiều người biết rồi đấy. Bứt mật tam hoa sấy dẻo nhìn ngon đấy. Mật gấu.
để xuống dưới đây xem nào, xem còn đồ gì, đồ rừng gì đặc sắc không. Bên này có củ cải đỏ thì phải. Củ cải màu đỏ này. Mật ong. Đây là cây gì đấy cô? Không biết à? Làm để làm gì? Dạ? Để chữa gì đấy? Để chữa gì không biết luôn à? Ở đây thì họ thường giao tiếp bằng tiếng Mông nên là mình không biết nói tiếng Mông, không biết cái này là gì luôn. Hầu như sẽ là thuốc đau bụng này, thuốc đau đầu này, xương khớp. Đấy, thường thường là như thế. Bên này thì có dàn cây cỏ rừng. Có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Anh ơi, à, của chị à? Cây gì đấy chị? Cây si nước. Cây si nước á? À, bán thế nào đấy? Một cây to là 250. À, cây to này 250. À. Cây si nước. Cây này nó ra hoa như này à? À. Thế thì nó cũng không đẹp lắm nhỉ? Cái này gọi là trồng ở nhà để mát nhà, mát cửa. Chứ mình thấy không được đẹp lắm. Đây là có cả hoa lan nữa này. Hoa lan vàng. Kìa có hoa lan. Hoa lan trắng. Mình không biết gọi là tên là hoa lan gì nữa. Thường thường thì khá là rẻ thôi. Đây của anh đúng không? Bao nhiêu một cây này anh? 150. 150 à? À. Đấy 150 một cây mọi người ạ. Rất là rẻ. Anh mua thì liên hệ mình nhá. Mình mua cho anh này. Tuần nào anh cũng bán chứ hay là như nào? À, tuần nào cũng bán à? 150 một cây. Thế còn cây này? À cũng thế luôn à? Đấy, cực kỳ là rẻ luôn đúng không? Này, cây to hơn có vẻ chắc đắt hơn đấy. Xem. Của chú đây à? Cái này bao nhiêu? 300. Đấy. Cây to hơn, đắt hơn một tí. Đây hình như là lá thắng cố thì phải. À, một bó bao nhiêu? 5.000 á? Một lạng đúng không? À. Lá thắng cố siêu rẻ luôn. Cái này tự mọc trên rừng mà. À, trồng á? À, trồng được trên rừng, tự mọc cũng được mà tự trồng cũng được. Vâng, vâng, 5.000 thì quá rẻ, vừa đủ tiền công nói thật. Bác thử căng khai à? Mà nó nhỏ. Nó đi quay một tí. Cái đây là cây gì đây không biết. À, táo đỏ bé đúng không? Một cây bao nhiêu? À, 300 à? Táo đỏ bé.
táo quả táo đỏ bé 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 như này, không biết là mọi người có biết không, mà đấy là cây táo đỏ, nó mà ra quả nhìn đẹp lắm, với lại có ra hoa cũng khá là đẹp. Đây bán hoa xong rồi bán cả dưa luôn. Sợ nắng quá à, dưa ấy mà che che như thế làm sao mà nhìn thấy được. Hết rồi, giờ mình sẽ đi chợ chó đi. Đây chợ chó này, tuần này không được nhiều con cho lắm nhưng mà cũng phải tầm 20-30 con đấy, trả 200. Bán bao nhiêu đấy bác? 300 à? Con này 200 này, đứa nó trong đấy, đứa nó 200. Một con này đi. Con này 200. Những con chó ở Bắc Hà này. Con này đi. Vâng. Con này cũng khá là đẹp đấy. Bốn chân vàng này. Mỗi tội có một tí trắng ở đây. Nó có một tí trắng này rồi. Nó phải không có mới đẹp. Con này không có tí trắng ở đây. Con đấy thì lại khác. Con kia đen tuyền cũng đẹp này. Cái kia 100 thôi. Siêu rẻ. Đấy con đấy đen tuyền đẹp đấy bác ạ. Đây chó xù này. Chó xù Bắc Hà cục luôn à? Ba con cục à? À đây đúng rồi, con này cục này. Chó cụt đuôi mọi người ạ. Cụt đuôi như kiểu thỏ ấy. Con này bao nhiêu đấy? 700. Ai da. Chó cụt đuôi thì nó đắt hơn tí nhở? 700 mọi người ạ. Chó cụt đuôi thì sẽ đắt hơn nhá. Đây là cụt đuôi chính cống nhá. Những cái ông mà cắt đây thì nó sẽ có cái cục cục ở đây này. Đây là cụt đuôi chính cống này. 700 con này. Thế còn con này ạ? À, còn đây là 1 triệu à? Xù cục này khá là đẹp mọi người ạ. 700. Đẹp đấy. Nhà có 2 con. Không là mình xúc luôn con này. Bán bao nhiêu đấy chú? Con này này. 1.2 triệu à? Sao đắt thế? Một... Nó là lông đỏ mà. À. Lông đỏ thì đắt hơn đúng không? Ngoan ý. 4 mắt. Cái chọc này thì biết chờ đi. Đây đây đứng im, đứng im, đứng im, đứng im. Trời ơi. 1.2 triệu cơ. Con lông đỏ đắt hơn nhiều. Thế so với giá mình sẽ thích con xù cộc kia hơn đấy. Đây có một con màu đen. Con này bao nhiêu đấy anh? 2 triệu à? Ai chà. Sao càng ngày nó càng đắt vì? Con cụt đuôi. Con bao nhiêu ấy đâu? 15 tiền. 150.000 à? Chỗ dưới. Bên này con này con đen đen chưa cụt đuôi không? Con đen chưa? Đen kia cụt đuôi 1 triệu. Hai con kia 2 triệu. 100 con nữa 1 triệu. Thì ngu không biết cứ tưởng trả 2 triệu. Cái mà. Kinh thật. Đây con này 2 triệu này. Càng ngày càng đắt mọi người ạ. Con này xù. Xù đen. Xù đen đấy. Đây đây đây. Lưới nó đốm hết. À lưới đốm. Chả biết con nào nó đắt không. Con này thì đẹp. Đẹp ấy. Con đẹp là giá cả nó cũng khác. Bọt ngay. Đây có con một màu này. Con vàng một màu này. Cũng đẹp. Cộc à? Bao nhiêu tiền?
triệu hai à? À, con này cục nhưng mà cục dài lắm. Cục thỏ à? Gọi là cục thỏ à? Con này có vẻ khá là sợ người đấy. Nó cứ chạy linh ta linh tinh. Đây. À, con này cục đẹp thật công nhận. À, nó hình như màu trắng một tí thôi chứ phải mọi người. À, đây đúng rồi. Ui, trắng rồi. Đây trắng thì theo quan niệm của mọi người sẽ là không được đẹp cho lắm. Em ơi, ui, con này hình như nó bị làm sao ở cổ đây này hay sao ấy. Sợ nó bị giật cấn. Rất nhiều luôn. Ui, chó này độc lạ thế. Lần đầu tiên thấy luôn, sao tai nó trái này. Con này không phải chó ở đây đúng không anh? Đúng chứ. Này này nó lai. Lai con chó gì? Tai siêu to luôn ạ. Hay nhỉ. Tai rất là to. Con này bán như nào? 400. Bao nhiêu? 400. À 400 á. Chừng 100. Ui con này cũng to lên thì đẹp ấy, lúc nó lớn lên ấy. Nhìn dáng vóc của nó chân rất là to. Tai thì cực kỳ là to rồi. Chưa nhìn thấy loại chó này bao giờ luôn đấy. Khá là lạ. 400.000. Mấy cái chó này là bình dân rồi. Chó nó phải đặc biệt một tí, xù xù hay là cộc cộc cái gì đấy đắt hơn. Hết chưa? Chắc là video của mình cũng kết thúc tại đây thôi. Mọi người nhớ đăng ký follow mình để video lần sau mình sẽ lại đi chợ phiên quay những cái gì đặc sắc hơn nhé. Hôm nay mình đi cũng không được sớm mấy nên là không được nhiều chó và nhiều đồ. Tuần sau mình sẽ đi sớm một tí, họp vào thường là chủ nhật, cứ một tuần là mình sẽ đi chợ một lần. Con này là lông chuột này.